mạng xã hội mới đây bất ngờ chia sẻ một chủ đề hài hước: khi thần chết ngủ quên, dù bạn có gặp xui cũng khó. Đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang đi trên đường, không biết mình sắp lướt qua tử thần, thoát nạn trong gang tấc. Trong clip, một nam thanh niên đang vô tư bước đi ở phía bên một con đường ở Ấn Độ. Người thanh niên này có đeo một túi trên vai, tay cầm một thứ, có vẻ là một thanh kim loại. Khoảnh khắc nguy hiểm lại bất ngờ xảy ra khi một chiếc xe tải đi cùng chiều chạy lướt qua anh ta với tốc độ bàn thờ và nhanh chóng đâm vào một số cây cối trên vỉa hè trước khi có thể đi ra đường chính. Không biết tài xế đã gặp phải vấn đề gì hay có sử dụng chất kích thích khi đang lái xe hay không, nhưng rõ ràng trong khoảnh khắc đó, chiếc xe gần như bị mất lái và không thể kiểm soát được tốc độ. Chỉ cần nó chạy lạng sang phải một chút nữa là thanh niên có thể trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, chính người thanh niên này cũng cảm thấy sốc và bàng hoàng. Anh ta nhanh chóng chạy ngược lại hướng đã đi và ngó xung quanh, dường như chưa thể tin nổi việc mình vừa mới cách tử thần chỉ một gang tay. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều người, đa số cư dân mạng cho rằng họ cảm thấy thót tim khi xem nó. Tuy nhiên cuối cùng, thật may khi chàng trai đã thoát khỏi tình thế nguy hiểm mà không bị một vết xước nào.